Kính thưa Thứ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, kính thưa các bộ ban ngành, kính thưa các vị đại biểu. Đầu tiên, tôi muốn gửi một lời chúc mừng với việc công bố quy hoạch đồng bằng sông Cửu Long năm 2021-2030. Tôi sống ở Việt Nam được 14 năm rồi và năm 2008, tôi từ thành phố Hồ Chí Minh đến thành phố Cần Thơ là mất khoảng 9 tiếng đồng hồ. Đi hai phà, đi rất là lâu. Thì hồi sáng, chạy đúng tốc độ mà chưa được 3 tiếng. Cho nên cơ sở hạ tầng đã phát triển rất là tốt trong những năm qua. Tôi nghĩ là xây dựng quy hoạch là một việc, nhưng mà triển khai, trong cái việc triển khai cần cái sự phối hợp chặt chẽ giữa chính phủ, giữa các bộ ban ngành, giữa các tỉnh miền Tây, các tổ chức quốc tế, và trong đó cũng có một cái vai trò quan trọng cho các khoa học và đặc biệt các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Tôi nghĩ rằng là khi mà có một cái sự hợp tác chặt chẽ như vậy là cái khả năng thành công sẽ cao hơn rất nhiều. Tôi cũng rất là hân diện với cái sự đóng góp của chính phủ Hà Lan và một số doanh nghiệp Hà Lan giống như Royal Haskoning trong việc tư vấn và xây dựng cái quy hoạch tổng thể. Và đối với The Hus, tôi đại diện cho The Hus, thì hiện tại đồng bằng sông Cửu Long là một địa bàn rất quan trọng. Hiện tại The Hus đang hoạt động 7 nhà máy thức ăn, gia súc, gia cầm và thủy sản và 3 trung tâm nghiên cứu về thủy sản ở các tỉnh miền Tây. Tôi cũng rất ủng hộ cái chiến lược của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp về việc phát triển hợp tác xã, phát triển chuỗi liên kết, áp dụng nông nghiệp công nghệ cao. Tại vì đặc biệt ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, khi mà có một cái sự hợp tác chặt chẽ, người nông dân khi mà họ thấy được công việc nào tốt thì họ sẽ làm theo thôi. Bảo vệ môi trường, nâng cấp chất lượng sản phẩm, tìm cơ hội để phát triển và xuất khẩu thì họ sẽ làm theo. Đối với, nếu như chúng tôi giúp cho họ và cam kết cho họ là họ có lợi nhuận và họ thấy được cái tốt cho xã hội, họ sẽ làm theo. Có một cái đề nghị quan trọng phía doanh nghiệp là hôm nay trong các kế hoạch cũng nói rất là nhiều đến vấn đề phát triển cơ sở hạ tầng, thì tôi rất hy vọng từ 90 km đường cao tốc theo kế hoạch mới, trong những năm tới sẽ có nhiều đường cao tốc mới và có nhiều cảng biển quốc tế mới, có nhiều cảng nội địa mới, thì chắc chắn rất nhiều doanh nghiệp sẽ quyết tâm đầu tư mới và mở rộng trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long và cùng nhau phát triển kinh tế xã hội. Thêm nữa là cái việc phát triển và đầu tư vào giáo dục cũng một việc rất quan trọng đối với doanh nghiệp, tại vì có nguồn lao động tốt mới phát triển được cùng nhau. Năm ngoái, ông Alain Gani, chủ tịch Eurocham, ông tham gia cái chuyến đi của Thủ tướng đi COP26 ở Scotland. Thì ông rất là ấn tượng với các cam kết của Thủ tướng đưa ra. Và do đó, phía Eurocham cũng có kế hoạch năm 2022, từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 11, tổ chức một cái diễn đàn triển lãm kinh tế xanh, GV. Thì tôi rất mong chào đón các quý vị đại biểu có mặt ngày hôm nay tham dự cái hội nghị này. Tại vì trong cái hội nghị này là có rất nhiều doanh nghiệp muốn đưa ra các cái công nghệ mới nhất để giúp cho Việt Nam có cái sự phát triển bền vững, áp dụng các cái công nghệ mới trong cái việc xử lý các cái vấn đề liên quan đến thay đổi biến đổi khí hậu. Một lần nữa tôi gửi một lời chúc sức khỏe và chúc thành công cho hội nghị. Xin cảm ơn.